Tỷ số trận đấu được san bằng 2-2. Rất bất ngờ. Những nỗ lực của Quảng Nam đã được đền đáp. Không ai có thể ngờ Quảng Nam lại gỡ hòa được 2-2. Pha phối hợp rất tốt đã xé toang hàng thủ của TOT. Ông Vũ Quang Bảo vẫn đang tỏ ra trầm ngâm mặc dù đội nhà vừa gỡ hòa. Một tình huống nhạy cảm, rất nhiều trọng tài sẽ báo vị trí ở tình huống này. Henry hất bóng rất kỹ thuật. Cầu thủ ghi bàn là Yahaya, cầu thủ người Nigeria. Đánh đầu 1-6, bàn thắng dành cho Quảng Nam. Đó là pha dứt điểm của Adamu Yahaya. Đó là sự khích lệ dành cho các học trò của Lê Vũ Quang Bảo, nhưng cũng phải dành lời chê trách cho những trung vệ. We'll be right back.